Quay phim đám cưới hay còn gọi là quay phim cưới truyền thống. Quay phim hay chụp ảnh cưới là một khâu quan trọng trong các bước chuẩn bị cưới từ bao thập kỷ này. Việc giữ lại những hình ảnh đầy đủ của ngày cưới giống như một khâu chuẩn bị không thể thiếu. Đây lý do chúng ta chọn thuê quay phim cưới truyền thống như một phong tục truyền thống. Tất cả khâu chuẩn bị, những lời chúc mừng của hai bên sẽ được thợ quay phim ghi lại đầy đủ. Quay phim đám cưới Hà Nội thường sẽ đạt đầy đủ các nghi thức, phong tục, đặc biệt là các khâu chuẩn bị đón tiếp đến lúc tiễn khách ra về. Có lẽ sau ngày cưới chẳng cô dâu chú rể nào còn nhớ hết ngày hạnh phúc của mình như thế nào giờ thì bạn có thể yên tâm khi dịch vụ quay video chụp hình cưới của chúng tôi giúp bạn làm điều đó